Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Bất ngờ trước diện mạo hiện tại của quý tử nhà Lâm Khánh Chi ra dáng soái ca từ bé. Từ khi chào đời con trai Lâm Khánh Chi, bé Thiên Long đã là một trong những nhóc tiệt được nhiều người biết đến. Không chỉ bởi xuất thân đặc biệt, có mẹ là người chuyển giới, cậu bé còn được cộng đồng mạng dành nhiều tình cảm vì từ nhỏ đã rất đáng yêu, vẻ ngoài kháu khỉnh, bụ bẩm. Thời gian gần đây, khi con trai ngày một lớn, Lâm Khánh Chi cũng không còn thường xuyên đăng ảnh con như trước đây. Vì vậy, mỗi lần cậu bé xuất hiện, dân mạng đều bất ngờ với ngoại hình lớn hẳn của Kubi. Mới đây, công chúa chuyển giới đã cho con trai lên sóng sau những mong mỏi của mọi người muốn được thấy quý tử nhà mình. Trên trang cá nhân, bà xã Phi Hồng chia sẻ hình ảnh con trai chơi hồ bơi trong nhà với dòng trạng thái: hot boy nhà em, dịch mà đòi đi tắm hồ bơi, bớt dịch mẹ mua cho một cái hồ bơi di động to hơn con trai nhé, rầu ghê. Ngồi trong hồ bơi mini, baby trông lớn hơn hẳn so với các bức ảnh trước đây. Đặc biệt, cậu bé còn được mẹ chụp góc nghiêng cận mặt với sống mũi cao, đôi mắt to tròn và khuôn miệng xinh xắn, khiến dân mạng không thể rơ mắt. Dưới bức ảnh cận của con trai Lâm Khánh Chi, ai cũng không ngớt lời khen ngợi cậu bé. Vẻ ngoài điển trai sẵn có cùng với làn da trắng sứ, Lâm Khánh Chi còn tạo kiểu tóc xoăn thờ thượng cho con, làm cậu bé càng toát lên vẻ điển trai như những em bé Hàn Quốc. Dưới phần bình luận, nhiều người đã để lại nhận xét về quý tử của vợ chồng Lâm Khánh Chi. Bi lúc này thấy lớn rồi, sắp sửa đi học rồi, đẹp trai quá, tóc xoăn nữa. Mới ngày nào còn ẩm bồng trên tay, nay lớn phỏng ra như vậy đó, nhanh thật. Hàn Quốc thế này mai mốt thả thính là chết bao nhiêu em luôn, cưng quá. Trước đó, từ khi dịch bệnh diễn biến phức tạp ở thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Khánh Chi và ông xã đã chủ động tạm ngừng mọi hoạt động kinh doanh để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cả nhà. Thời gian này cô tập trung gần như toàn bộ cho con trai để bù đắp lại quãng thời gian bận rộn kinh doanh trước đây. Ngoài điều kiện vật chất cho con không thiếu thứ gì, không tiếc đầu tư những thứ tốt nhất cho quý tử, Lâm Khánh Chi còn dành cho con tình yêu lớn với mong muốn con được phát triển đầy đủ tình thương từ bố mẹ và gia đình như những đứa trẻ khác. Cô đã có kế hoạch tìm trường học để chuẩn bị cho con đi học mẫu giáo, nhưng vì dịch bệnh nên đành hoãn lại. Thời gian này, Lâm Khánh Chi và ông xã chăm con rất kỹ, đa số thời gian cả hai đều dành để dạy con, chơi cùng con. Những khi có việc thật cần thiết, nữ ca sĩ mới ra ngoài và không quên trang bị khẩu trang, kỹ lưỡng cho con. Cuộc sống hạnh phúc hiện tại của gia đình Lâm Khánh Chi luôn là nguồn cảm hứng lớn đối với cộng đồng LGBT. Có cuộc hôn nhân viên mãn, được làm mẹ chính là điều số đông, những người chuyển giới đều ước mơ. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất, được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.